lực phải sinh con trai có thể dẫn đến trầm cảm, lo âu, mất ngủ, thậm chí có thể tự sát. Điều này không phải ai cũng biết. Tâm lý phải sinh con trai là nguyên nhân dẫn tới mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta càng thêm trầm trọng. Giới loạn tâm thần vì áp lực phải sinh bằng được con trai Chị Hát ở quê một vùng nông thôn đến khám bệnh cùng con gái với lý do mất ngủ, mệt mỏi, buồn chán. Cô con gái kể, Mẹ cháu bị bệnh từ nhiều tháng nay rồi, nhưng một tuần nay bệnh nặng lên, mẹ cứ đi hết nhà người này đến nhà người khác, không muốn về nhà mình. Khi tôi hỏi thế bố cháu đâu, sao không đưa mẹ cháu đi khám? Nước mắt chị cứ chảy ròng Còn cô con gái sẽ bày, mẹ cháu để hai chị em là cháu gái, bố cháu đã bỏ đi từ nhiều năm nay. Lúc bỏ cháu thì mẹ cháu đang mang thai em trai mà bố cháu không biết. Sau khi bố cháu đi có lấy một người vợ khác và có đẻ được một em trai, ở cách nhà cháu khoảng 3 km thôi nhưng cũng không quan tâm gì đến mẹ cháu và chúng cháu cả. Mẹ cháu bệnh từ đó đến nay nhưng gần đây đã bệnh nặng hơn. Cũng cùng lý do vì chồng muốn sinh con trai để núi dõi tổ tiên, chồng chị mơ cũng đã bỏ đi với người khác để mong rằng mình sẽ có được cậu con trai. Mẹ con chị đã phải đi thuê nhà để ở, để lại căn nhà nơi chị và các con đã ở bao nhiêu năm cho bố chị đã mạnh mẽ vượt qua được điều đó nhưng con gái chị, một cô bé xinh xắn đang là sinh viên đại học năm thứ nhất đã không vượt qua được sự tủi thân, đau khổ, có lúc không muốn sống, chị đã phải đưa con đi khám vì căn bệnh trầm cảm. Đó chỉ là hai trong những trường hợp có những rối loạn tâm thần liên quan đến việc không đẻ được con trai, chồng bỏ đi với người khác, mặc dù chúng ta đã có nhiều tuyên truyền, vận động giải thích những tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề và phổ biến ở nông thôn đến thành phố. Việc tìm mọi cách để có được con trai khiến gia đình không còn được vẹn toàn. Nhiều mâu thuẫn căng thẳng xảy ra, đặc biệt với những người phụ nữ được cho là không biết đẻ con trai, sẽ chịu nhiều áp lực về tinh thần cũng như về kinh tế, sẽ gặp phải những căn bệnh như trầm cảm, lo âu, stress. Những trẻ gái trong gia đình có ông bố tìm mọi cách sinh được con trai cũng chịu những tác động tiêu cực về tâm lý do có những cách ứng xử không công bằng hoặc bất công bằng với con gái dẫn đến tổn thương về tâm lý. Có những gia đình chỉ sinh con gái, dù người chồng không cố tìm mọi cách để sinh con trai, nhưng người phụ nữ không biết đẻ vẫn phải chịu sự chỉ trích của nhà chồng, của mẹ chồng. Và luôn canh cánh tìm mọi cách để giữ chồng. Điều này cũng dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nhưng ông chồng vì lý do nào đó chưa gửi gắm được cậu con trai nối dõi cùng đau khổ và không ít người đã tìm đến với bạn rượu và trở thành những con ma men. Nhất là trong những lúc họp họ hàng hay dỗ tết với những câu nói như ngồi mông dưới. Những quan niệm hủ tục như xuất giá tổng phu đã khiến người phụ nữ gần như phải chăm lo gia đình nhà chồng, có trách nhiệm với gia đình nhà chồng, còn gia đình nhà mình thì không được quan tâm, không được về nhiều. Những lúc khó khăn về kinh tế khi phải nuôi một số lượng con quá nhiều vì cố để được con trai, có thể lên đến 5-6 đến người con, việc nuôi dạy sẽ không đảm bảo về kinh tế cũng như về mặt tinh thần. Sinh con trai, nhiều gia đình quá chiều chuộng những đứa trẻ này, luôn cho mình là người có quyền được hưởng thụ, mọi người khác phải phục vụ mình, trẻ không biết làm gì, không biết quan tâm và chăm sóc người khác. Kể cả khi lớn lên cũng không biết làm công việc gì, sống vô trách nhiệm với bản thân, với những người trong gia đình. Nhiều trẻ xa vào game, đùa đòi, tệ nạn xã hội và đến lúc này thì nhiều ông bố bà mẹ lại phải đi khám tâm thần vì lo lắng quá nhiều với cậu quý tử của mình. Những trẻ sinh ra bởi những ông bố bà mẹ cố tìm mọi cách để sinh con trai, thường là những ông bố bà mẹ đã có tuổi, không ít trường hợp trẻ sinh ra mắc những chứng bệnh như đau, chậm phát triển trí tuệ hoặc những dị tật bẩm sinh. Làm thế nào để giảm bớt sự phân biệt đối xử trọng nam hơn nữ? Trước tiên, sự thay đổi này phải bắt đầu từ chính phụ nữ. Những người phụ nữ cần phải chủ động trong cuộc sống của mình về mặt kinh tế cũng như xã hội. Khi phụ nữ chủ động về mọi mặt, không phụ thuộc vào nam giới thì vai trò của họ cũng được khẳng định. Các bạn nữ, nhất là các bạn trẻ cần phải học tập, nâng cao trình độ kiến thức và có quan điểm sống không phụ thuộc. Hãy khẳng định mình, xã hội sẽ phải có cái nhìn khác về bạn. Tạo hóa đã rất công bằng, với tỷ lệ nhiễm sắc thể XY là 11, vì vậy tỷ lệ nam và nữ là 11. Chúng ta hãy theo những gì tự nhiên, tạo ra sự cân bằng giới tính, đảm bảo sự phát triển ổn định của một xã hội. Xã hội cần có những thay đổi về nhận thức, quan niệm về con trai con gái có cái nhìn công bằng hơn đối với phụ nữ thực tế đã chứng minh rất nhiều gia đình thành đạt ấm êm nhiều con gái nhiều phụ nữ đã chứng tỏ vai trò và vị thế của mình trong xã hội không hề thua kém nam giới xóa bỏ bất bình đẳng giới đem lại sự công bằng cho phụ nữ góp phần làm giảm mất cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức độ đáng báo động như hiện nay ở nước ta lâu nay vợ chồng chị Đỗ Thị Xuân xã Thường Mỗ huyện Đan Phượng luôn tự hào vì hai cô con gái chăm ngoan vợ chồng chị Xuân luôn quan niệm con gái là món quà của cha mẹ không quan trọng là trai hay gái. gia đình làm nông nghiệp mặc dù kinh tế không dư giả như các gia đình khác nhưng vợ chồng chị luôn cố gắng cho các con ăn học đầy đủ, nuôi dạy các con hôn lớn tự lập. Đền đáp lại tâm sức của bố mẹ, hai con gái của anh chị năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. ngay khi sinh các con, gia đình tôi cũng xác định là dừng lại ở con số 2 để tập trung nuôi dạy cho tốt. Dù là con gái thì cũng chẳng sao, vì nếu không lo cho con học hành đến nơi đến chốn thì càng khổ mình hơn. Vợ chồng tôi thực sự rất vui khi các con lớn lên khỏe mạnh, có trí thức, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, chỉ cần thế là đủ, chị Xuân nói. Còn vợ chồng anh Vũ Đình Quyết ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, cũng có hai con gái nhưng vẫn không có ý định sinh thêm con trai mà hài lòng với những gì mình đang có thấu hiểu sự vất vả hy sinh của vợ, anh quyết cho biết bản thân luôn cảm ơn vợ vì đã sinh cho mình hai đứa con ngoan ngoãn khỏe mạnh. Tôi vẫn hay nói với vợ là thôi không cố sinh con trai làm gì cả, chỉ làm sao tập trung để nuôi dạy con cho tốt, con cái học giỏi, chăm ngoan, vợ chồng đồng thuận thì đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình rồi, anh quyết tâm sự. Hạnh phúc bền vững nhất chính là niềm vui và tiếng cười trong mỗi thành viên của gia đình từ những câu chuyện của những gia đình sinh con một đề như chị xuân hay anh quyết có thể thấy rằng điều quan trọng không phải là việc sinh con trai hay con gái mà đơn giản họ nghĩ rằng điều tốt hơn cả chính là việc giáo dục con cái trở thành người hữu ích mới là quan trọng Hiện đã có rất nhiều gia đình ngày càng có suy nghĩ tiến bộ về quyền lựa chọn con trai con gái. Tuy nhiên, có một thực tế rằng không phải hộ gia đình sinh con một bề nào cũng bằng lòng với cuộc sống hiện tại, vẫn có nhiều người muốn sinh thêm con để kiếm con trai. Trước vấn đề đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền Cùng với tri hội phụ nữ nên huy động thêm sự vào cuộc của các đoàn thể như hội người cao tuổi là những bác có uy tín, kinh nghiệm để tiếp cận, gặp gỡ các gia đình có ý định sinh nhiều con, vận động họ thực hiện tốt các chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Sự tư vấn, tuyên truyền tích cực, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, công tác dân số sẽ giúp nhận thức của con người về chính sách dân số và kế hoạch hóa của gia đình đã được nâng lên. Tuy nhiên, việc thay đổi nhận thức của một người dân không phải là việc làm trong một sớm một chiều. Các địa phương cần duy trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến tận gia đình sinh con một đề. Qua đó, nhằm ổn định dân số, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba ở trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Đình Lân, Phó Tri Cục trưởng Tri Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, mất cân bằng giới tính đang là mối quan ngại ngày càng lớn tại các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. Tại Hà Nội, tỷ số giới tính khi sinh năm 2010 là 117 trẻ trai trên 100 trẻ gái, đến năm 2019 là 112,9 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Trong 9 tháng đầu năm 2021, tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố là 112,7 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Mặc dù tỷ số giới tính khi sinh toàn thành phố đang có xu hướng giảm nhưng vẫn trên mức báo động. Với thực trạng này, nếu không có những biện pháp can thiệp kịp thời, dự tính đến năm 2050, nước ta sẽ phải đối mặt với một viễn cảnh dư thừa từ 2,3 đến 4,3 triệu nam giới không tìm được vợ để kết hôn. Hiện tượng thiếu nữ thử nam trong độ tuổi kết hôn sẽ phá vỡ cấu trúc gia đình, ảnh hưởng tới chất lượng dân số trong tương lai. Từ đó dẫn đến những hệ lụy khó lường về trật tự xã hội, an ninh, chính trị.